Thưa quý vị, theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phát triển du lịch nông thôn là động lực lớn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường. Vâng, cho thấy thì đến nay thì rất nhiều địa phương đã lồng ghép phát triển các mô hình du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái để giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời là an sinh xã hội. Vâng, tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy dù các mô hình du lịch nông thôn ở Việt Nam đang trên đà phát triển về số lượng, nhưng phần lớn thì vẫn còn phát triển tự phát. Các điểm du lịch còn thiếu tính kết nối, chưa mang đến trải nghiệm tối ưu cho du khách. Và trong bối cảnh đó thì một số địa phương đã huy động được sức trẻ của đoàn thanh niên, ứng dụng công nghệ số để giúp quảng bá hiệu quả các sản phẩm du lịch. Và phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tọa lạc trong khuôn viên thoáng đãng, rộng 4 hectare gồm chùa, đền, điện, sơn trang, nhà thủy đình. Chùa Bà Tấm là điểm dừng chân của nhiều du khách. Bắt đầu từ năm 2023, du khách khi đến chiêm bái vãn cảnh chùa Bà Tấm có thể có cơ hội hiểu hơn về quần thể khu di tích này, cũng như kết nối với các điểm tham quan khác tại Dương Xá thông qua mã QR như thế này. Thì hôm nay em đến đây thì em thấy nó rất là mới, lạ. Bởi vì là mình quét đi là mình có thể ra được hết tất cả những 15 địa điểm khu di tích ở đây, thì em thấy một cái cũng rất là mới đối với em ạ. Với ứng dụng công nghệ VR360, mã QR này mở ra một cuốn cẩm nang du lịch số, gồm nhiều tài liệu giới thiệu về di tích quốc gia đền Bà Tấm. Đặc biệt, ngoài đưa hình ảnh tĩnh, đoàn thanh niên còn xây dựng các video clip với hình ảnh sinh động giới thiệu quảng bá di tích. Mỗi mã QR sẽ giúp tiết kiệm kinh phí trong việc tuyên truyền, quảng bá du lịch tại các điểm di tích, mang đến cho người dân, du khách những thông tin về điểm du lịch và những trải nghiệm, cách tiếp cận mới về quảng bá du lịch trong xu thế thời đại. Công trình chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa du lịch là một công trình có nguồn kinh phí đầu tư cũng khá là lớn. Vì là công trình này chúng tôi đang đặt tại các cái điểm di tích trên địa bàn xã, cho nên là khi mà du khách tới đây ấy, thì họ có thể tìm hiểu được toàn cảnh các cái điểm di tích trên địa bàn xã, cũng như là toàn cảnh cái khu du lịch của xã Dương Xá ngay trên chính điện thoại cũng như là iPad của mình, và từ đó nó cũng là một cái cách để mà truyền thông tới du khách cũng như là tới bạn bè, để làm sao mà họ có thể mong muốn là họ sẽ được tham quan các cái điểm tiếp theo. Khi mà họ xem họ cảm thấy hứng thú thì họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ tham quan các cái điểm tiếp theo ạ. Được biết, công trình chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa du lịch của đoàn thanh niên Dương Xá được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa tới 90%. Công trình được hoàn thành chỉ trong vòng 1 tháng với sự gia quân của 35 đoàn viên thanh niên. Vâng, thưa quý vị, trong xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, du lịch nông thôn thời điểm này cũng đang tích cực triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Nếu triển khai hiệu quả điều này, các địa phương có thể xúc tiến quảng bá, rút ngắn khoảng cách, đưa những giá trị truyền thống đặc sắc nhất của khu vực nông thôn đến với khu vực đô thị, thu hút du khách về với khu vực nông thôn. Xu hướng chuyển đổi số gắn với du lịch nông thôn là điều tất yếu, nhưng làm sao để chuyển đổi số hiệu quả lại là chuyện cần phải bàn tới. Và chúng tôi đã mời tới trường quay một vị khách mời đặc biệt, một nhân vật đã xuất hiện trong phóng sự mà chúng ta đã vừa mới xem. Xin giới thiệu với quý vị khán giả chị Lê Thị Thùy Dương, bí thư đoàn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cũng xin được nhắc lại là đoàn xã Dương Xá thì cũng chính là hạt nhân nòng cốt, có nhiều đóng góp sáng tạo trong việc triển khai chuyển đổi số tại các điểm du lịch ở xã nông thôn mới Dương Xá, huyện Gia Lâm hiện nay. Dương Xá thì nổi danh cả nước khi mà là địa phương đầu tiên trở thành thôn thông minh. Và điều này thì cũng đã giúp đoàn thanh niên của xã có những cái thuận lợi ra sao khi mà triển khai mô hình chuyển đổi số trong phát triển du lịch tại địa phương. Dạ vâng, thưa anh chị, thì từ khi mà xã Dương Xá triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh cũng như là xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh, thì xã cũng đã chủ trương cho thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên cũng đã chủ động thành lập các câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số, và lực lượng nòng cốt cũng như là hạt nhân ở trong các tổ công nghệ số cũng như là câu lạc bộ này thì đều là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, và các bạn thì cũng trực tiếp bắt tay vào những cái công việc hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tiếp cận với chuyển đổi số cũng như là tiếp cận với công nghệ thông tin rất là nhiều. Và khi thực hiện cái chương trình của đoàn thanh niên ấy, thì người dân cũng đã có những cái hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số, cũng như là đã nắm được những cái công nghệ thông tin, rồi là những cái nét mới trong cái việc là phát triển du lịch thông minh
thì cho nên là chúng em thực hiện cũng rất là thuận lợi ạ. Vâng, không biết là về phía đoàn thanh niên thì đã lựa chọn những thông tin chi tiết như thế nào để chúng ta có thể số hóa, đảm bảo tính hấp dẫn cho di tích, thưa chị Dương? Thưa anh thì là hiện nay thì trên địa bàn xã Dương Xá có tất cả là 18 di tích, và trong đó thì cũng có 15 di tích đã được xếp hạng. Khi mà thực hiện cái mô hình thanh niên tham gia phát triển quảng bá du lịch tại địa phương thì đoàn thanh niên xã cũng đã bám sát vào những di tích đã được xếp hạng. Bên cạnh đó thì cũng rất là thuận lợi là xã Dương Xá thì cũng đã được công nhận là điểm du lịch, và đó cũng là các cái điều kiện thuận lợi để đoàn thanh niên có thể dễ dàng thực hiện được cái mô hình này ạ. Trong thời đại 4.0 thì kết nối qua không gian mạng giúp làm có thể nói là mờ đi các khoảng cách địa lý cũng như tạo ra những cái ấn tượng trải nghiệm ban đầu cho du khách. Tuy nhiên thì thời gian đầu khi mà mới triển khai có lẽ là chúng ta cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đúng không ạ? Định hướng của du khách khi mà được giới thiệu phổ biến những cái mới số hóa tại các điểm du lịch thì bạn Dương có thể là chia sẻ một chút về điều này được không, những cái khó khăn của chúng ta? Dạ vâng, thời gian đầu khi mà thực hiện mô hình này thì đoàn thanh niên cũng đã chủ động tổ chức các cái cuộc thi để tìm kiếm hướng dẫn viên tại điểm. Khi mà du khách tới thì thời gian đầu thì người ta cũng chưa biết tới việc là đoàn thanh niên có thực hiện một cái công trình liên quan đến số hóa di tích cũng như là chuyển đổi số về quảng bá di tích văn hóa du lịch ở đặt tại các cái điểm di tích, và thường là chúng em phải hướng dẫn và mời du khách là trải nghiệm thử, qua đó thì du khách mới có thể biết tới ạ. Và không biết là trong thời gian tới thì về phía đoàn thanh niên có những cái kế hoạch, những cái định hướng như thế nào để chúng ta có thể mở rộng cũng như là nhân rộng những cái mô hình như thế này? Dạ vâng, trong thời gian tới thì chúng em cũng sẽ tiếp tục cố gắng và thực hiện các cái điểm di tích tiếp theo trên địa bàn xã, bởi vì hiện nay là vẫn còn một số điểm di tích mà đoàn thanh niên vẫn chưa thể nào mà lồng ghép được vào trong công trình này. Và công trình này là một công trình bao gồm rất là nhiều các cái điểm di tích cũng như là điểm du lịch ở trên địa bàn xã, thì bên cạnh đó thì vẫn còn thiếu một vài địa điểm, và trong thời gian tới thì đoàn thanh niên xã thì cũng sẽ tiếp tục xã hội hóa để có được cái kinh phí để thực hiện cái công trình này, bởi vì công trình này là được ứng dụng công nghệ VR 360 trong cái việc mà quảng bá các cái hình ảnh tại các điểm di tích, cho nên là cái nguồn kinh phí thực hiện cũng rất là lớn. Thì bên cạnh đó thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền các bạn đoàn viên thanh niên sẽ cùng với cả địa phương tham gia vào việc là phát triển cái du lịch tại địa phương, bởi vì hiện nay là không chỉ địa bàn xã Dương Xá mà còn cả huyện Gia Lâm cũng đang rất là chú trọng và đẩy mạnh vào việc phát triển du lịch tại địa phương ạ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phát triển du lịch từ những cái công việc cũng như là nghề truyền thống tại địa phương ấy, thì cũng sẽ phát sinh ra một vấn đề, đó chính là những người dân thì họ đã làm quen với những cái công việc mà họ đã quen thuộc bao lâu nay rồi, và khi mà họ chuyển sang làm du lịch thì sẽ có những cái lúng túng. Và rất nhiều ý kiến thì cho rằng là cái việc phát triển du lịch hiện nay của chúng ta còn đang trên đà tự phát, và nhiều điểm du lịch còn thiếu cái tính kết nối và chưa mang tới những cái trải nghiệm tối ưu cho du khách, thì trong thời gian tới chúng ta sẽ khắc phục vấn đề này như thế nào? Hiện tại thì xã Dương Xá cũng đã tổ chức được rất là nhiều những cái hội nghị rồi những cái chương trình, những cái tọa đàm để kết nối các cái điểm du lịch với nhau, và hiện nay thì chúng em cũng đang xây dựng các cái tour tuyến để du khách có thể tham quan. Trước hết là trên địa bàn huyện Gia Lâm đã, thì khi mà tham quan đền chùa Bà Tấm thì sẽ kết nối với cả địa điểm bên khu du lịch Bát Tràng, rồi bên khu đền mẫu Phù Đổng, đền gióng Phù Đổng. Thì bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều các cái tour tuyến khác mà đoàn thanh niên cũng xây dựng, và trong thời gian tới thì chúng em cũng đang hy vọng là sẽ có thể là lồng ghép thêm được vào trong công trình này. Và khi mà du khách quét mã QR thì ngoài cái việc là du khách trải nghiệm được cái việc là tham quan địa bàn xã, tham quan điểm du lịch ra, thì du khách có thể book trực tiếp tour tuyến ở trên đó, bởi vì là trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều các cái đoàn khách đến tham quan tại điểm du lịch Dương Xá, đông lắm chị ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Dương. Thưa quý vị, có thể nói giá trị nhân văn mang đến chiều sâu văn hóa, trong khi chuyển đổi số là xu hướng của thời đại công nghệ.
Lồng ghép hai yếu tố này là cần thiết nhưng phải chuẩn bị hệ thống kỹ lưỡng, chu đáo để phát triển du lịch nông thôn. Vâng, và một lần nữa cảm ơn Bí thư Đoàn xã Dương Xá Lê Thị Thùy Dương đã mang đến những thông tin, những chia sẻ rất là thú vị. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những chia sẻ này cũng sẽ gợi mở nhiều điều để giúp các địa phương khác ở trên cả nước là có thể học tập và thực hiện. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình bởi chúng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức. Thưa quý vị, chuối ngà voi là loại nông sản đặc sản đã có từ lâu đời ở vùng cao huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Đây là giống chuối đặc sản được người dân trồng trên đồi cao, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, và đặc biệt là quả chuối ngà voi thì to bằng bắp tay của một người lớn, tức là dài khoảng 25-30cm mỗi quả. Khi chín thì sẽ có vị ngọt, thơm, vỏ thì màu vàng, nhìn rất đẹp mắt. Theo người Paco thì nếu mà đem loại quả này đem luộc hay là đem hấp hay là nướng thì sẽ cho một cái hương vị rất là thơm, ngon và rất là lạ miệng ạ. Vâng, tuy nhiên thì giống chuối này là ít cây con và năng suất thấp nên đã dần khan hiếm tại địa phương. Từ năm 2019, phụ nữ xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông đã khôi phục lại giống chuối thơm ngọt chỉ dùng để đãi khách quý này. Đặc biệt hơn khi một số địa phương đang có kế hoạch phát triển cây chuối bản địa, hướng dẫn người dân mở rộng diện tích sử dụng khoa học kỹ thuật hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương. Giống chuối ngà voi có từ lâu đời ở vùng cao huyện Đắk Rông, nhưng mai một dần cây giống khan hiếm, sản lượng thấp. Mặt khác, Tà Rụt là xã vùng sâu, ngày trước đi lại khó khăn nên việc giao thương, mua bán chuối gặp nhiều khó khăn và giá cả thấp. Gia đình chị Hồ Thị Nguồn trồng chuối ngà voi trên đồi cao, một năm tuổi thì có quả, thêm 4 tháng từ khi ra hoa sẽ cho thu hoạch. Đặc biệt, giống chuối này quả to bằng bắp tay người lớn, dài từ 25-30cm mỗi quả. Giới thiệu đây là chuối ngà voi, vỏ chuối vàng ươm nhìn rất đẹp mắt. Chuối trồng tự nhiên ở vùng đồi núi, không phân bón, thuốc trừ sâu nên tốt sức khỏe, tim mạch. Vị chuối thơm ngon, có thể ăn khi quả chín hoặc theo các chế biến của người Paco thì luộc, hấp nướng sẽ cho vị ngon hơn. Mỗi buồng chỉ có 3 nải, một nải có từ 10 đến 13 quả, nặng đến 2 kg. Tuy nhiên, giống chuối này ít cây con, năng suất thấp nên khan hiếm dần. Hiện nay, một số bà con đang khôi phục lại giống chuối này. Do sản lượng thấp nên chuối ngà voi chỉ dùng để đãi khách quý, bạn bè ở phường xa đến. Hiện chuối ngà voi bán với giá 25.000 đồng 1kg, cao nhất trong các loại chuối. Ngoài chuối ngà voi, người dân cũng khôi phục lại giống chuối cơm, chuối lùn bản địa. Người dân vùng cao canh tác hoàn toàn tự nhiên, nên đây được xem là loại hoa quả hữu cơ, rất được ưa chuộng. Tổ hợp tác chuối lùn Tà Rụt thành lập năm 2019. Tăng thêm 5 thành viên. Những ngày đầu, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho tổ vay 105 triệu đồng mua giống, cày cuốc vườn, dựng hàng rào, dây điện, máy bơm nước, ống nước. Cuối năm 2020, mưa lũ khiến vườn chuối thiệt hại nên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị kêu gọi hỗ trợ 100 triệu đồng để chị em khôi phục lại vườn. Qua năm 2023, tổ chức Plan International hỗ trợ tổ xây dựng gian hàng, tập huấn kỹ thuật, bán hàng online, đi tìm kiếm thị trường ở các đô thị lớn như La Bảo, Khe Xanh, Đông Hà, các siêu thị và cửa hàng. Từ diện tích 2 hectare ban đầu, tổ đã nhân rộng lên diện tích 8 hectare cho nhiều bà con xung quanh. Mỗi năm, các thành viên của tổ thu gần 120 triệu đồng. Đều đặn hàng ngày, tổ thuê xe tải chở hàng tới thành phố Đông Hà, bán trong các cửa hàng OCOP, bỏ sỉ cho thương lái. Khoản thu nhập này cho chị em tiết kiệm, phụ thêm nhiều khoản chi tiêu trong gia đình, giúp con cái học hành, đổ xăng xe. Các giống chuối quý này được trồng ở nhiều xã phía nam huyện Đắk Rông như Tà Rụt, A Vao, A Bung, A Ngo, Húc Nghì. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông Lê Đại Lợi cho hay, trồng chuối bản địa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Từ 2019 đến nay, Tổ hợp tác chuối lùn Tà Rụt của huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị khôi phục lại nhiều giống chuối quý của địa phương như chuối ngà voi, chuối cơm, chuối lùn bản địa cho thu nhập gần 120 triệu đồng một năm. Hiện người dân và chính quyền đang nghiên cứu phát triển các sản phẩm OCOP từ những giống chuối đặc sản của địa phương. Việc xây dựng được sản phẩm OCOP cho loại nông sản chủ lực này tại Quảng Trị thì sẽ giúp đem đến những cơ hội khẳng định được chất lượng nông sản đặc sản mà sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho những người dân nơi đây. Vâng, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Đường về nhà, cùng chiêm ngưỡng nhiều tư liệu quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại vùng đất Yên Bái ngay sau đây.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, nhiều cá nhân tập thể cũng đã lựa chọn Điện Biên là điểm dừng chân như một cách để tri ân những trang sử hào hùng của dân tộc. Từ cách đây một tháng, các điểm du lịch tại thành phố Điện Biên Phủ đã trở nên sôi động và đông đúc. Càng gần đến lễ kỷ niệm thì dự báo lượng du khách đổ về đây sẽ ngày một nhiều hơn. Vâng, và nếu muốn tìm hiểu thêm về chiến dịch Điện Biên Phủ mà tránh được sự đông đúc, quý vị khán giả có thể lựa chọn điểm dừng chân là Bảo tàng Yên Bái trong kỳ nghỉ này. Tại đây đang lưu trữ hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý cách đây hơn 70 năm liên quan đến các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Yên Bái phục vụ cho chiến dịch. Vâng, và những tư liệu quý này đã được sắp xếp bài trí cũng rất là khoa học để giúp tái hiện lại một phần quá khứ hào hùng của nhân dân các dân tộc ở trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Họ đã cùng với cả nước góp phần vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những hiện vật này tuy nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa. Chúng mang đậm dấu ấn về một thời kỳ oanh liệt của quân và dân tỉnh Yên Bái tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở đây có một số các cái hiện vật rất quan trọng, ví dụ như ở địa phương Yên Bái đây. Đây là cái cờ đuôi nheo được thêu năm 1953, lúc đấy là để chuyên sử dụng cái cờ này để hướng dẫn các cái đoàn xe chở các cái vũ khí đạn dược để vượt đèo Lũng Lô sang Cò Nòi và lên Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái được Đảng và Chính phủ giao mở đường 13 từ bến Phải Hiên, Tuyên Quang đi Ba Khe lên đèo Lũng Lô. Nhiều tài liệu, hình ảnh minh chứng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái dồn sức tập trung tham gia thực hiện kế hoạch tác chiến, chuẩn bị cho chiến dịch thu đông 1953-1954. Có các nghị quyết của tỉnh ủy về thành lập các đoàn dân công và những cái văn bản công văn của Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Yên Bái cũng đã báo cáo chính phủ và đã quyên góp tiền để mua lương thực, thực phẩm phục vụ cho chiến dịch. Lần đầu tiên hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý được tỉnh Yên Bái tổ chức trưng bày nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây như lời tri ân đối với thế hệ cha ông đi trước và nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Vâng, hơn 70 năm đã trôi qua, những hiện vật thiêng liêng, hình ảnh sống động cùng các tài liệu quý giá sẽ mãi minh chứng cho một phần quá khứ hào hùng của dân tộc. Vâng, và trong không khí cả nước nô nức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, được tận mắt chiêm ngưỡng tìm hiểu những kỷ vật cũng sẽ là cách hay để lan tỏa tình yêu lịch sử dân tộc, sự tự hào về tinh thần quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta. Và khép lại chương trình ngày hôm nay là những nội dung về thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ xuân năm nay toàn tỉnh Sơn La gieo trồng hơn 100.000 hecta cây trồng các loại và thời điểm này thì đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Cụ thể thì bệnh thán thư, bệnh rỉ sắt, dẹp và sâu đục thân gây hại 145 hecta cà phê. Bà con cũng đã phát hiện 60 hecta cây nhãn bị sâu đo, bọ xít nâu và bệnh thán thư phát sinh gây hại, 50 hecta cây xoài bị nhiễm bệnh phấn trắng thán thư, ốc bươu vàng gây hại 38 hecta cây lúa. Sâu bướm trắng, sâu tơ gây hại 16 hecta cây rau. Để kịp thời phát hiện và phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh hại cây trồng, bà con cần phải thực hiện tốt các công việc sau đây. Đối với cây lúa thì bà con cần phải khoanh vùng diện tích bị nhiễm bệnh và từ đó có biện pháp phun phòng trừ bệnh kịp thời. Và bên cạnh đó thì cũng cần phải chú ý phun kép 2 lần cách nhau từ 5 cho đến 7 lần thì sẽ đem lại hiệu quả phòng trừ sâu bệnh tối ưu. Bên cạnh đó, đối với những diện tích cây ăn quả thì bà con sẽ cần phải cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, cằn cỗi và mang ra ngoài vườn đem tiêu hủy để giúp cho cây tăng khả năng quang hợp và hạn chế sâu bệnh hại. Sau đó thì bà con cần phải quét vôi vào gốc cũng như là các vết cắt, hạn chế nơi cư trú của sâu hại và nấm bệnh. Ưu tiên ứng dụng các chế phẩm sinh học trong phòng trừ dịch hại. Ngoài ra thì bà con nông dân cũng cần phải lựa chọn các giống cây trồng kháng sâu bệnh, trồng đúng thời vụ, thường xuyên thăm đồng kịp thời phòng trừ sâu bệnh và chủ động ứng phó với các điều kiện thời tiết bất lợi, xây dựng các mô hình hướng dẫn nông dân về các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tiếp tục với những thông tin thời tiết, trong ngày hôm nay thì khu vực xảy ra nắng nóng nhất trên cả nước đó là khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như là các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt ban ngày phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng vào ban ngày, ít khả năng có mưa dông với nhiệt độ sẽ là từ 26 cho đến 38 độ. Các tỉnh thành khác của miền Trung, cụ thể là khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt vào ban ngày, nhiệt độ từ 26 cho đến 38 độ, có nơi là trên 39 độ. Khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng vào ban ngày với nhiệt độ từ 32 cho đến 35 độ và có nơi là trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với hình thế thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào ban ngày, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, với nền nhiệt phổ biến tại cả hai khu vực này sẽ là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong những ngày nắng mạnh như vậy thì chiều tối sẽ có khả năng xảy ra mưa dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhìn chung là nắng nóng diện rộng sẽ còn tiếp tục duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.